đã mua cái quyển tô màu hoa và cây cối này ở ngoài siêu thị sách hoặc là ở hiệu sách với giá chỉ có 10.000. Mọi người đều có thể ra hiệu sách mua nhé. Và đương nhiên là chúng ta sẽ không thể thiếu đấy chính là một bộ màu sáp được. Và trên tay mình đây là một bộ màu sáp Doraemon. Như các bạn có thể dùng, mình đang dùng bộ màu sáp Doraemon với giá cũng chỉ có từ 30.000 đổ xuống. Mọi người đều có thể ra ngoài hiệu sách để mua nhé. Và đương nhiên vào hộp, trong hộp màu này chỉ có 10 màu thôi các bạn ạ. Và tiếp theo là mình sẽ, hôm nay thì mình sẽ cùng nhau đi tô cái cây các bạn nhá. Tô màu hình cái cây nó rất đơn giản phải không ạ, chỉ có màu xanh và màu nâu đó. Và giờ thì mình cùng tô nhá. Trước tiên mình sẽ tô màu xanh trước, tô màu lá trước đó. Màu lá này thì sẽ có màu lá đậm và màu lá nhạt, thì mình sẽ tô màu lá nhạt trước, sau đấy mình sẽ đến mình tô màu lá đậm các bạn nhé. Đó, đây là màu lá nhạt này. Phần màu lá nhạt này nó khá là ít, đây là mọi người tô rất là nhanh, không như màu lá đậm. Đó, đây tiếp theo đây. Rồi. Và đây nữa, một những cái hình nó khá là bị li ti thôi. Nên là mình sẽ phải cẩn thận hơn một chút. Rồi. Đó, phải là sắp hoàn thành cái phần hồ lá nhạt rồi đấy. Trước tiên là mình tô mấy phần bé trước này. Rồi, sau đấy tô phần này. Tô nhạt màu thôi, không nên tô đậm màu quá đâu các bạn ạ. Thì lúc nữa mình còn một màu lá đậm ở đây mà. Đó. Tô một lúc thôi là mình sẽ đẩy nhanh lên nha. Đó, mọi người có thể thấy màu lá nhạt đây rất là dễ phải không ạ? Đó. Là tô xuống cả phần này nữa. Rồi. Đó, và tiếp theo là mình sẽ tô phần màu lá đậm. Đây mình đã tô hoàn thành màu lá nhạt đây rồi. Thì mình sẽ tô phần màu lá đậm các bạn nhé. Trước tiên mình sẽ tô viền trước, màu lá đậm này trước. Tô một viền nhạt. Mình sẽ tô một viền nhạt, sau đấy mình sẽ tô đậm lên. Mình sẽ đẩy nhanh quá trình này các bạn nhé. Đẩy nhanh quá trình này cho nhanh lên nào. Tô viền, sau đấy tô đậm. Có mấy hình bé bé ở đây mình phải tô hết nhé, không để chừa hình nào nhé các bạn nhé. Đây lại thế nào. Đấy, sẽ rất là đơn giản. Rồi, sau đấy tô viền ở bên trên này, tô xuống, tô lên rồi lại tô xuống. Mọi người thấy đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà cũng không đơn giản đâu, vì có nhiều hình bé này và mình phải căn sao cho màu đậm nó đều nhau. Rồi, vậy là gần xong viền rồi. Mình xong hình cái viền rồi các bạn nhé. Đó, đây mình đã tô xong viền cây ở đây. Mình sẽ tô xung quanh các bạn ạ. Tô xung quanh của hình cái cây này. Rồi.
mình sẽ đẩy nhanh quá trình này lên nhá, vì mình chỉ là tôm màu nhạt thôi, thế chỉ cần có màu xanh là được. Đó. Rồi đây các bạn thấy chưa, nó bị trùng màu màu trên này. Rồi thì mình sẽ tô thêm một và hai lớp nữa, và mình lưu ý là mình sẽ ấn dùng đầu của bút này ấn xuống mình tô, không được cầm phần giữa hay cầm phần đuôi, vì cầm phần giữa cầm phần đuôi sẽ rất dễ bị gãy màu. Đó, và giờ mình sẽ ấn đấy, mọi người cầm này sẽ không bao giờ bị gãy màu đâu nhé, nhưng mình đây là mình không bao giờ lo bị vấn đề gãy màu đâu. Các bạn nào mới tô thì hãy học theo mình những bước này để có thể tô những cái màu đậm mà không bị gãy màu nhé. Sau đấy mình ấn mạnh, mình ghi mạnh xuống bức tranh. Ghi sao sẽ đều, đều màu đây. Đó. Trông nó sẽ khác với bức tranh cái bên ngoài, cái phần lá bên ngoài nhá. Ấn mạnh vào. Và lưu ý đừng để bị nhuền nhiều nhá. Bị nhuền nhiều sẽ bị mất độ thẩm mỹ của bức tranh mọi người ạ. Mình lên ấn nhẹ thôi. Rồi. Là mình đã sắp thành công rồi mọi người ạ. Sắp thành công rồi nhé mọi người nhé. Rồi. Hãy đẩy nhanh quá trình này lên nào. Di đi di lại. Một lúc thôi là cũng sắp xong rồi đấy. Rồi. Là phần dưới đây là phần cuối cùng của phần lá rồi. Đó. Rồi đây mọi người thấy chưa, đã đậm hơn cái màu phần trên chưa. Đó, mình chỉ cần ấn mạnh cái màu xuống là được. Và tiếp theo là mình sẽ tô phần thân cây, mình sẽ dùng sử dụng màu nâu để tô phần thân cây nhá. Mình cũng sẽ ấn mạnh màu như thế để tô phần thân cây này. Mọi người sẽ cùng mình nhé. Đó. Lại như thế. Trước tiên là tô phần cành trước. Vì mình đã lỡ tô nhèn vào các màu xanh nên là mình sẽ phải sử dụng đậm lại màu nâu nhé. Đó. Bên này như thế này là mình sắp xong rồi, chỉ còn hai cành nữa thôi là mình đã xong phần cành nhá. Đó, đã xong phần cành, việc còn lại chỉ việc là tô phần thân cây rồi. Mình sẽ đẩy nhanh quá trình này lên nhá. Phần thân cây này mình đang tô đây rất là đậm màu, không bị nhạt màu tí nào.
rồi. Đó. Vậy đây chính là hình cái cây của mình đã tô xong phần cái cây. Như các bạn có thể thấy đây. Đó. Rất là đẹp phải không ạ? Đó. Và video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt. Bye bye.